Và chúng ta cũng xem chờ đợi là nhím sẽ chơi gì đây. Hiện tại thì cái bảng bảng kia họ cho nó chưa hiện tất. Cái bảng Ben vẫn chưa hiện tất. Ben Muscati và Ben Miner. Hai bên đều chọn Ben như vậy. Request. Nó hay nhím đánh mà. Nhím đánh đầu tiên mà. Zuki bây giờ ít yếu quá. Ok, let's go baby. First match. Nhím and Chris Kingman. Zuki thì bây giờ mấy người kia nó chơi ít lắm nên là vì vậy là Zuki bị xuống đi xuống nhiều rồi. Ok, và chúng ta sẽ quay trở lại với trận đấu của Nhím và Chris Kingman. Max Kitty và Miner bị ban hết rồi, vì vậy chúng ta sẽ chơi gì đây? Hop easy cũng được. À, đúng rồi, sẽ chơi Hawk và chơi đây đều hai Hawk cả. Đây rồi. Barrel một cái deck rất là khá thú vị, có cả Barrel có cả Bandit. À, đây là bọc bết rồi, mau bết. Không phải đâu, phải là mộ. Đặt Tesla khá là sớm. Như vậy thì Chris Mann sẽ bị hơi bị out cycle một chút. Wow, thank you Katja. Hello, thank you so much. Thank you so much. Wow. Nice tornado. Đó. Nói buồn luôn mà, nói cho lại hiểu rồi. Ok, mà đúng rồi, đó chính là mộ. Tại sao lại không exit King Tower để Ronaldo làm gì? Ronaldo vừa trước rồi. Mộ đâu. Chắc chắn là như vậy, Ronaldo ở trong tên này để exit King Tower để có một cái lợi thế hơn một chút. Tiếp tục họ cũng bandit rất là khó chịu. Đã có một cái lock chưa? Vẫn chưa. Rồi, có đây rồi. Bandit lao được không? Vứt. May quá. Barrel. Nhưng mà họ công nhỏ lẻ như thế này thì không rất đơn giản để nhím có thể ăn được. Rất đơn giản để nhím có thể ăn được. Poison trong reset rồi. Họ có cả reset nữa. Bài này hơi khó. Bài này hơi khó cho nhím. Oh my god. Nếu mà họ đủ chắc và giữ lại, họ cố gắng để hòa thì trận này nhím chỉ hòa thôi. Mình nghĩ là hòa. Nhưng mà họ đánh theo kiểu mà cố gắng để thắng được trong cái bài này, chắc chắn là Chris Mann sẽ thua. Ôi má ơi. Ở trên list này đã có rồi, sao má còn phải comment ở trên đấy. Ok, quay trở lại với trận đấu thì họ đánh thôi. Chris Kingman họ đang đánh một cái thế trận đó là 5 ăn 5 thua. Trong khi đấy là có thể họ có thể thắng được. Gặp ở trong một cái tơ như thế này tại sao họ lại thủ hòa? Họ có thể thủ hòa được tại vì là công Barrel một mình, công Barrel thì rất khó có thể ăn được.
Và như thế này thì Nhín sẽ ăn được ngay set đầu thôi. Vâng, BM rất nhiều. Chắc là như vậy và Nhín sẽ ăn trận này. Một điều đó là cung Barrel mà không có một tank, và thứ hai là King Tower đã bị exit rồi thì rất khó để ăn được. Bây giờ Poison Cycle thì Nhín sẽ ăn thôi, được đơn giản. Có thể là thiếu kinh nghiệm. Ôi, con Barrel này chết. Ok. Good game. First buy for Yim. Stream Hà Lan á, tại vì là anh còn chưa theo dõi giờ được cả. Mình chưa chuyển đổi giờ ấy. Ở trong cái tuần này thì anh có thể stream được các trận từ giải này, mùa này tới này. I love you, Gacha. Thank you so much. No, cái cắt cái start royale đó mang đến counter cũng được. Cái tại vì là cái start royale nó chỉ là cập nhật sau 3-4 ngày thôi, vì vậy là cũng mang thì cũng không biết được là như nào. Lag á. Fuck. Stream của mình mà lag thì bạn đừng không nên xem ở đây. Free win. Một khởi đầu khá là suôn sẻ vì những cái ngớ ngẩn của họ. Nếu mà Raskam được dùng ở trong cái bài đấy thì chắc chắn là Dím sẽ phải đánh những trận tiếp theo rồi. Raskai. You cannot use Raska until the release. Bên này là 1 giờ đêm bên Việt Nam. Uầy, bên 1 giờ đêm Việt Nam thì chịu rồi. Không stream được. Stream của đấy mệt lắm. Để những vòng sau, vòng 1-3-2 á, stream thì sẽ ngon hơn. Hello, I'm fine. Không, Việt Nam chưa chắc được, tại vì là chúng ta thấy là bây giờ các đội họ đánh nhiều, đánh hay lắm, đánh nhiều hơn và đánh đa dạng hơn. Xong giống như ngày xưa đó, khi mà họ chưa bắt kịp được cái thời đại của beta, cái mùa đầu tiên khi mà chúng ta tạo ra một cái deck bridge spam thì làm cho đội Mỹ phải ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng là vì sao? Tại vì là cái deck nó quá hay, quá hữu dụng và quá nhanh. Nhưng mà đến bây giờ Bridge Spam với phiên bản là có Zappy, có Dark Freeze vẫn là gọi là vẫn khá ổn, nhưng mà nó không bá nữa, không bá xuống ngày xưa nữa. Ok, và chúng ta sẽ đến với Hoàng Hải và Rewinds. Hoàng Hải sẽ có 1 phút để request. Hello, cún. Hello. Ok, và chúng ta sẽ đến vào set thứ 2, game đầu tiên.
Nhím ăn rồi. Tại vì là kia là không đọc luật. Mang Graska vào đây. Xuất phát là Ghost và bên này là... Oh, thank you so much. Bên Hoàng Hải bị stop stream rồi á. Lý do? Lý do stream. Ok, quay trở lại với trận đấu thì Miner có Equip chắc chắn là có một cái Pekka ở sau nữa. Không soi stream à? Đau lòng. Thực ra cái giải này họ rất nhiều luật lệ vì vậy là... Không! Rất nhiều luật lệ bên việc là player không stream nữa mà còn một vài thứ nữa, ví dụ như là không chắc không được hiện lên nữa. Vì vậy là mọi người nếu mà muốn stream thì cần phải đọc kỹ được là cái luật này là như nào. Mình cần phải mất 2 ngày để nói chuyện với thằng admin. Đầu hơi lag. Đừng làm như vậy, mình không muốn lag bây giờ. Nhím win. Chặn được Miner rồi. Rất khó cho Hoàng Hải vì đánh hai bên thế này. Khi mà họ ăn được cái trung bình mặt phải thì đánh khó. Đâm tất tay đi nào, con Pekka đi bên phải rồi. Come on. Nó tay đi rồi. Good job Hoàng Hải. Tại sao lại thả một con Pekka khá là thấp như vậy? Không hiểu tại sao họ lại có thả một con Pekka thấp như vậy. My favorite sky là Van Kreis. Cập nhật tỷ số là do bọn web họ cập nhật mà anh không cập nhật được. Họ không cập, nó là một cái link web vì vậy là họ sẽ cập nhật sau. Họ sẽ cập nhật chứ anh không cập nhật được. Họ sẽ tự nhảy mà. Tại vì đây là một cái link web chứ không phải là một cái link gì đâu. Ok, và sẽ vào là... Thank you.
cái overlay của họ đang có vấn đề, không thể lốp được. Và một cái web là tí là mình sẽ cập, mình sẽ nói lại cho mọi người biết là cái web này nó có một cái điều là khi mình đăng nhập web mình cứ phải kích vào cái một cái không hoạt động. Wow, một cái đấy cục xúc thế này có rồi. Một cái fireball có thể là quá dư để cho một cái fireball, vì vậy là hơi good game. Ok. Vâng, xem trận của anh là Hiếu Phạm. Sorry mọi người là cái trận trước của Hoàng Hải mình không thể nói, không thể bình luận cho mọi người được. Sorry rất là nhiều về cái vấn đề là mấy anh em. Bên đấy là pro bên một nhà, chắc chắn là đúng rồi đấy, đúng rồi đấy. Ông này là pro bên một nhà. Vâng, và chúng ta sẽ đến vào game thứ 3. Giữa xem trận của anh và Osep. Bandit thả Bandit, ông này chưa hay chơi Blitz Spam. Sư nhân của anh hay chơi Blitz Spam rất là nổi tiếng. Đây rồi, có Ghost, có Bandit rồi chắc chắn là. Đúng rồi. Phải chắc lên một cái Big Bow. Fireball. Đâu? Có Ewip, mình nghĩ là có Pekka rồi, có Pekka ở trong đài này rồi, có Pekka rồi. Với một cái Fireball thì mình nghĩ là chơi... No. Một cái deck khá là dị, mình đang định nói đó là chơi X-Bow. Mình đang định nói chơi X-Bow nhưng lại có xuất hiện cả Preset và có cả Gas nữa. Một cái deck khá là dị. Wow, Bandit rất tốt. Một pha lướt cực ngọt. Hawk Rider. Vâng, Tesla, Hawk Rider, Airwhip. Có gas. Một cái deck để counter được là... sao nó biết củ hành à, Ben như anh? Không, nó Ben đại loại như vậy thôi. Tại vì nó Ben nó phụ thuộc vào cách đánh cái deck của mình nữa cơ. Deck của mình nữa. Nó chỉ chọn Vuver thôi, mà nó chọn để làm sao để cái deck của nó nó có thể là nó có lợi cho deck của nó, chứ không phải là nó nghiên cứu trước. Tại vì là siêu nhân của hành rất đây là lần đầu tiên siêu nhân của hành tham gia một cái giải lớn như thế này.
Nhưng mà một với một cái deck mà với một cái deck mà counter hop như thế này thì không xoay được cửu hành cũng sợ một chút gì. Có phải gì? Hello. Rồi, cứ mang được poison thôi và công bằng bandit rất là khó chịu. Khi mà họ thả preset rồi thì mình cứ thả hop thôi, mà mình cứ thả bandit thôi. Xử lý rất là đơn giản. Và khi mà họ không hop thì mình thả whip. Rất là chuẩn bài. Vâng, bây giờ có cả Pekka rồi. Ê, whip thì từ từ rồi. Ủa? Chín trăm tám mươi sáu máu, chỉ cần hai chạm của Hawk thôi thì là người rất nguy hiểm. Hãy rất cẩn thận, rất cẩn thận. Bây giờ là từ từ push quần thôi, không cần gì là vẫn phải thủ bên kia cả. Về đi. Miner, poison bắt gắt chật rồi. Gắt chật rồi. Gắt chật rồi thế cảnh thôi. Rồi. Đội 6 người thì tỷ số 33 thì sao? Đâu, 7 người mà. Team 7 mà. Nó họ chưa kéo xuống đấy, họ chưa kéo xuống đấy. Ôi, giờ BF họ là một cái giải nó liều tiêu mà, không quan tâm lắm đâu. Oh, thank you so much. Ok, và có Hunter vừa ra Hunter phát thì họ đã ra lập. Có đồ ngu. Có Hunter. Liệu đây là... Ui. Oh my god. Mình không hiểu là tại sao là dám ra họ, dám ra. Dám ra họ ba must một cách sớm như vậy, không hiểu. Thực ra với một con lava thì chúng ta không cần phải đép sớm, mà chúng ta cần phải phòng thủ những con điện sau nó trước. Và ở trong một cái bài như thế này thì mặc dù là chúng ta đang có lợi thế, chúng ta đang có lợi thế, đang có lợi thế một chút. Tuy nhiên là hãy rất cẩn thận, tại vì là chỉ cần sai một ly thôi thì chúng ta đã bị sẽ có thể thua được trong set này. Thẻ cuối cùng của siêu nhân phủ hành vẫn là cái fireball thôi. Có một cái điều đó là điểm yếu ở trong cái bài này của OZ, đó là họ cứ chăm chăm để giữ fireball và một cái giáp để cho con Famous. Thì khi mà như vậy thì con Hunter lại là một cái điều rất là hay ở trong cái bài này, là vì nó đẹp được lava một cái rất là ngọt. Vâng, fireball rồi. Quá hay. Đấy, các bạn có thấy là họ không dám ra fireball. Họ không dám ra fireball cho một con hacker. Tại vì là nếu ra fireball rồi thì họ tất đép mà mất cực đó. Và mất ngay cầu rồi. Fireball. Nhưng mà cứ fireball, cho Bamus này thì rất khó để OZ được thắng được trận này, và siêu nhân thủ hành sẽ ăn thôi.
vào lại một cái lock như vậy đâu. Con Hunter bị chết mất rồi. Nguy hiểm quá. Đúng rồi, cái pha thắng cùng hình như là Tombstone thôi. Tại sao là con Hunter lại lỗi như vậy? Mammoth ra rồi, chưa có Fireball. Chưa có Fireball, rùi đây rồi. Bị lỗ Eli rồi. Hawk bây giờ lên không. Gas vẫn có một hit đến từ Hawk. Vẫn có một hit. Bây giờ là Balloon. Hunter có không? Fireball. Họ sẽ Fireball không? Không đủ rồi. Không đủ rồi, không kịp, không kịp. 570. Một Fireball nữa thôi, một Fireball và một giáp nữa thôi. Một Fireball bí kiệm. Come on. Không được rồi. Không được rồi. Và chúng ta sẽ đến vào trận thứ 3 rồi. Oh. Rất là đáng tiếc. Tại sao bảng có những team nào? Bảng mình thì hiện tại có 3 team. Đó là vào game rồi. Anh em cứ từ từ bình tĩnh. Quản lý nhiều thứ quá. Đánh rồi kìa mọi người, comment. Vâng, mình phát hiện có một chút lag rồi, động xanh. Hơi lag một chút rồi, mình biết rồi. Hơi lag một chút rồi. Sorry, lag, mình biết kiểu này. Có lẽ là sau trận này mình suy nghĩ là có phải nên mang nâng cấp DC một chút. Tại vì con E5 nó yếu quá. Đấy, bà mất rồi, ôi thôi xong rồi. Ba mất này chống cái gác cực khó. Đây một cái deck counter nữa. Có cả Dark Queen và có cả Pekka. Không, iPhone 5 không nên lên iOS 11 thì giật chuẩn mấy đái luôn. Ơ, stream bằng K mà. Stream bằng K là như nào? Mình cũng dùng bằng stream bằng K mà. Mình có lắp con i7 của 1050, à quên, i5 là 7400 cộng với lại con cạc 1050 Ti mà. Stream này thì nó vẫn là ok. Mà không hiểu quá, nếu này không lắp. Thấy Legend chơi Bamus nữa. Quan trọng à? Tornado bây giờ ít người chơi mà. Nó ít, nó yếu. Wow, Pekka. À, Legend hay chơi cái deck này ở deck
Cái deck có Balloon. No, không được đổi ác. Nếu mà phát hiện ra đổi ác là bị thua đấy. Hãy rất cẩn thận, hãy rất cẩn thận. Tại vì họ biết là những người nổi tiếng họ chơi đấy. Là Spear rất chuẩn. À, xin có lem, lờ một giáp. Mày thế vẫn còn cho một bé. Hình như thẻ cuối cùng của Legend là một cái balloon. Thẻ cuối cùng. Ok bro, I will check. Ok. Ok, và chúng ta sẽ đi vào game thứ hai của set thứ tư. Copy deck của nhau kìa. Copy deck. Oh my god.
Đánh tủ của Legend mà sợ gì? Miner tiếp tục của ông Miner một giáp, một cái giáp Cinder. hàng chính hãng vẫn luôn là fake đúng không? Poison rồi. Đây cả tiếp theo đâu. Tiếp của Spike. Baby, I'm real. Baby, I'm real. Vào thế. À, xong rồi. Nổi nhạc lên em. Nổi nhạc lên em. Mọi người có biết tại sao rồi? Anh là fan đấy.